Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình, một cái event là ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 USDT dành cho 500 người may mắn tham gia chương trình sự kiện này nha các bạn. Không phải người nào cũng nhận được, chỉ dành cho những người may mắn thôi các bạn. Nhận được tiền giải thưởng USDT là tính ra là tốt cần FT trên sàn Binance nha các bạn. Rồi để tham gia chương trình hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất, mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và các bạn KYC đi nha các bạn. Rồi các bạn click phần link thứ hai của mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vào Twitter nè các bạn. Các bạn nhấp vào Twitter nè các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn đau những cái ảnh bức ảnh này của những người bạn này về nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like nè. Like nè. Tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn có thể chọn một bức ảnh cho đẹp đẹp nha các bạn. Rồi hoặc là các bạn tăng những người bạn của mình vào, các bạn tăng gì cũng được cho bạn. Mình đi. Các bạn tăng 2-3 người bạn gì cũng được. Mình tăng 3 người bạn đi các bạn. Rồi các bạn tự quét lại nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn test lại đi. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của trang Binance các bạn theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn theo dõi xong các bạn bắt up lên nha tất cả các bạn. Các bạn vào cái tờ Twitter của mình nha tất cả các bạn. Các bạn copy lại cái username nha tất cả các bạn. Các bạn vào Twitter của mình nè các bạn. Phan các bạn chờ một chút xíu các bạn. Các bạn nhấp vào một ba chữ gạch trên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Ui. Các bạn đổi ảnh thông đeo hình đại diện sàn Binance nha các bạn. Các bạn nhấp vào một dấu gạch nè. Các bạn nhấp vào chỉnh sửa nè. Chọn ảnh hiện có nè. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Mình chọn bức ảnh này đi các bạn. Rồi nha bạn, các bạn lấy một cái nhãn dán của sàn Binance nha các bạn. Rồi các bạn sử dụng nè. Đang cập nhật hồ sơ nè các bạn. Phan các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba trên cùng nữa các bạn nhấp vào một chia sẻ nữa các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Xong các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn chạy vào một cái link form nãy nha tất cả các bạn. Đây thì các bạn liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn. Rồi các bạn bắt Twitter của mình vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ ví chút wallet, mấy xe wallet của tất cả các bạn ra. Các bạn copy địa chỉ ETH các bạn hoặc địa chỉ ví BNB Smart Chain. Được nó cũng khoan các bạn chờ xíu các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate các bạn có thể copy địa chỉ BNB Smart Chain này cũng được nữa. Hoặc địa chỉ ETH cũng được nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè.
nó cũng cực cùng chung địa chỉ với SH các bạn, nên gọi các bạn bắt giúp tao. Còn nhắn vô đây nha các bạn. Rồi dòng thứ ba là GDP NRC thì các bạn cũng nhấp vào một cái sàn BNC, các bạn đăng ký và KYC nha các bạn. Rồi các bạn chỉ về copy đăng nhập vào thì các bạn copy KD này nha các bạn. Cái số này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi. Cái máy của mình. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form hồi nãy nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Đây thì nó chỉ may mắn cho 500 người may mắn thôi các bạn. Thì các bạn chỉ bấm gỡ nè các bạn. Rồi vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia cái sự kiện event của từ sàn BNC đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.